Cái phần là chuyên đề không một vẫn là chuyên đề số 1 nhưng mà là buổi số 10 về phần lý thuyết chất béo. Và ở đây mình sẽ đi lại phần bài số 2 nhỉ. Bài chất béo là bài số 2 mà. Bài số 2 ạ. Chất béo. Một La Mã. Định nghĩa. Chất béo là gì? Mình phải có cái định nghĩa đấy. Đầu tiên chất béo là gì? Thì chất béo nó được định nghĩa là nó là trieste. Là trieste của glycerol và các axit béo. Thế giờ mình phân tích từng cái một. Nhá, bây giờ mình phân tích từng cái một. Đầu tiên là trieste. Trieste là este ba chức. Vậy suy ra chất béo của chúng ta là một este. Đấy chưa? Suy ra chất béo là este. Nhưng este chưa chắc là chất béo. Bởi vì là este có este đơn chức, este hai chức, este ba chức, este bốn chức thì đây là trieste cơ. Este ba chức. Của glycerol thì glycerol chúng ta công thức là C6 C3 H8 O3. Đây là công thức của glycerol. Đấy chưa? Thế còn các axit béo thì như thế nào? Các axit béo đầu tiên là các axit là các mono carbo silic. Mono carboxylic là các axit đơn chức. Được chưa? Mà ngoặc đơn các axit đơn chức. Đóng ngoặc đơn. Đấy, nên là axit béo là các mono carboxylic là các axit đơn chức. Mạch carbon dài. Không phân nhánh. Mạch carbon dài không phân nhánh và số nguyên tử carbon luôn là một số chẵn mà ngoặc đơn carbon lớn hơn hoặc bằng 12 nhỏ hơn hoặc bằng 20. Được chưa? Thế thì trong đây mình sẽ có bốn anh axit béo thường gặp nhá. Mình có bốn anh axit béo thường gặp. 4 axit béo thường gặp. Có nghĩa là mình chỉ cần thuộc bốn anh này thôi. Và bốn anh này bắt buộc phải thuộc nhá, và thầy sẽ hướng dẫn chúng ta thuộc. Đầu tiên đó là anh axit stearic C17 H35 COOH. Tên của nó là axit stearic. Aric. Anh thứ hai là anh C17 H33 COOH. Tên của nó là axit oleic. Anh thứ ba là anh C17 H31 COOH. Tên của nó là axit lin oleic. Và anh cuối cùng là anh C15 H31 COH. Tên của nó là axit pan mitic. Axit stearic, axit oleic, axit linoleic và axit pan mitic. Thế thì ở đây chúng ta cần nhớ một vài cái quan trọng của cái đặc điểm cấu tạo quan trọng của bọn axit này nhé. Axit stearic mình nhìn nó có dạng là CnH2n. Đúng không? Đây, CnH2n cộng 1 COH. Nên anh này axit no đơn
Đó. Được không ạ? Tương tự như vậy thì anh C15H31COH đây. Đúng không ạ? Thì nó cũng có dạng là CnH2n cộng 1 COH nên nó cũng là no đơn thể. Thế còn anh C17H33 thì mình nhìn thấy là nó ít hơn C17H35 2 hydro. Nên nó là axit không no chứa một nối đôi CC đơn hả? Và các đặc điểm về cấu trúc này thầy mong muốn rằng nó sẽ chui tọt vào trong đầu của các em dựa bằng những cái gì mà thầy phân tích nhá, bởi vì nó rất quan trọng với bọn chất béo, nên các bạn phải ghi lại vào vở nhá. Chỗ nào thắc mắc có thể hỏi thầy ngay. Axit linoleic là không no chứa hai nối đôi CC đơn hả? Đấy, thì đây là tất cả những cái gì về cái bọn axit béo chúng ta cần nhớ. Ok không? Nó dễ thôi nhá. Đấy là về vấn đề định nghĩa chất béo chúng ta cần nắm được một vài cái vấn đề cơ bản trên. Các bạn ghi lại vào vở nhá. Ghi hết lại vào vở nhá. Ok ạ. Anh em ghi xong chưa? Nay buổi học lý thuyết mà. Thế thì ngoài ra thì trong cái tài liệu của thầy thì thầy cũng ghi chúng ta về định nghĩa về lipid. Thì lipid là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống và không hòa tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ, không phân cực. Lipid thì bao gồm có chất béo, sáp, stearic, phospholipid và hầu hết chúng là các ester phức tạp. Thế còn lại thực ra về mặt quan trọng nhất của chúng ta chỉ nghiên cứu về chất béo thôi. Đấy chưa? Thế thì đấy là về định nghĩa. Thế thì từ đó sau cái định nghĩa này thì mình sẽ có cái công thức chung của bọn chất béo nhá. Công thức chung của chất béo. Chung của chất béo là nó sẽ có dạng thế này. R1 COO CH2 R2 COO CH R3 COO CH2. Hoặc mình có thể viết ngược là CH2 OOC R1 CHOOC R2 CH2 OOC R3. Hay có thể thường ý, thì người ta sẽ viết gộp lại nhá. Thường thì sẽ viết gộp lại. Viết gộp lại để làm gì? Viết gộp lại là để chúng ta dễ nhìn hơn hay là để viết trong các phương trình hơn? Thì viết gộp lại nó sẽ là R trung bình COO tất cả 3 lần C3H5. Đấy, thì thường hai người ta sẽ sử dụng công thức này hơn nhá. Thì đấy là công thức chung của chất béo. Thì với R1, R2, R3 là các gốc axit béo nhá. Ok chưa? Thì đấy là về phần chất béo, rất là dễ nhỉ. Định nghĩa. Công thức chung rồi. Đồng phân ạ, hai nhỏ. Đồng phân. Thì phương pháp xác định đồng phân của chất béo nhá, thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đếm số. Phương pháp xác định đồng phân. Đồng phân của chất béo. Thì mình sử dụng phương pháp đếm số. Tương tự như là cái phương pháp xác định đồng phân của este đa chức. Mỗi tội là của anh este, của anh chất béo nó dễ hơn. Bởi vì anh chất béo mình biết thừa là nó có là este ba chức rồi nên có 3 vị trí để cắm rồi. Thì câu chuyện nó trở thành đơn giản hơn, nó trở thành dễ dàng hơn. Đúng không em? Đấy thì câu chuyện về tìm đồng phân của chất béo ấy nó rất là đơn giản nhá. Nó không có gì là quá phức tạp cả. Thầy lấy ví dụ. Thầy lấy ví dụ cho chúng ta. Ok không? Đây mình có ví dụ. Ví dụ từ glycerol, ví dụ số 1, từ glycerol và hai anh axit béo khác nhau bao gồm ạ R1COOH R2COOH thì tạo được
tối đa bao nhiêu chất béo nhá, tạo được tối đa bao nhiêu chất béo, ok không? À, các bạn cùng thử comment xuống phía dưới xem là chúng ta tạo được tối đa bao nhiêu chất béo. Căng nhỉ. Nào 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 nào, chiến đấu đi. Bao nhiêu? Cái này thầy dạy rồi nhá. Cái này thầy dạy rồi nhá, trong phần ST đa trước ấy. Đúng không? Cái thằng này nó tương tự như phần ST đa trước. Sao nhỉ? Bây giờ là từ glycerol và hai axit béo khác nhau thì tạo tối đa được bao nhiêu chất béo? Câu hỏi rất đơn giản thôi. Tạo được tối đa bao nhiêu chất béo? Dễ mà. Bạn comment đi xem là đáp án bao nhiêu. Khung ạ. Khung glycerol thì nó sẽ là như nào? CH2OOC đúng không? CHOOC đúng không? CH2OOC đúng không? Thế nó có 3 chỗ để cắm đúng không? Mình đặt cái gốc R1COH này là số 1, R2COH là số 2. Đúng chưa? Vậy mình sẽ có là gì ạ? 1 1 1, 2 2 2, đúng không ạ? Rồi gì ạ? 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2, đúng không anh em? Vậy tổng cộng mình có mấy? 6 chất béo. Dễ quá nhỉ. Quá dễ. Ví dụ số 2. Từ glycerol và 3 axit béo khác nhau, R1COOH, R2COOH, R3COOH thì tạo tối đa bao nhiêu chất béo? Nào, tạo tối đa bao nhiêu chất béo? Các bạn bảo là thầy chỉ dùng cách dùng tổ hợp. Thầy nghĩ rằng là cái câu, cái phần về tìm đồng phân của chất béo này không nên dùng tổ hợp. Bởi vì hai cái này thầy dạy cho các em nhá, các em có thể nhìn là dùng tổ hợp thì cũng được, nhưng mà sau này sẽ có những câu hỏi phức tạp hơn. Ví dụ như một cái câu, ví dụ như là từ glycerol và hai axit béo khác nhau tạo được bao nhiêu cặp là đồng phân của nhau. Là câu hỏi đấy là không sử dụng được tổ hợp rồi. Thế nên ở đây thầy muốn hướng dẫn chúng ta học cái bản chất. Đúng không? Đấy. Mình học cái bản chất này thì là ngon lành anh đào, hỏi kiểu gì mình cũng làm được. Các em hiểu không? Hỏi kiểu gì cũng làm được. Chứ nếu mà các em mà sử dụng công thức tổ hợp ấy thì nó chỉ sử dụng được với mỗi cái kiểu đấy thôi. Thế nếu mà chẳng may đề bài nó hỏi như một cái câu ví dụ như thầy, ví dụ là từ glycerol và hai axit béo khác nhau thì nó tạo được thành là bao nhiêu cặp chất béo là đồng phân nhau, thế là xèo gì nữa. Làm sao tìm tổ hợp được? Ok, anh em làm đúng đấy. 18 chính xác, rất tốt. Bây giờ tấm chiếu đã từng trải đúng không? Ba anh này ký hiệu là 1, 2, 3 nhờ. Thì mình sẽ có là gì ạ? 1, 1, 1 thì chắc chắn sẽ có 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 này. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 3, 1. Vậy là có 4, đúng không ạ? 4 nhân 3 thì bởi vì mình còn 2 lần thằng 1 là 1 lần, 2 lần thằng 2, 2 lần thằng 3 vậy là 3 lần. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3. Vậy 3 lần nữa. Vậy là 3 cộng 4 nhân 3 cộng 3 thì tổng cộng là mình sẽ có 18 anh. 18 anh chất béo. Rất dễ dàng nhá. Thế là ngon rồi phần đồng phân nhá. Đúng không ạ? Rất dễ. Danh pháp của chất béo thì nó dễ lắm. Danh pháp của chất béo thì gọi tên theo gốc axit nhá. 3 nhỏ. Danh pháp. Danh pháp của chất béo thì gọi tên theo gốc axit béo. Ví dụ như C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Thì cái gốc của axit béo này được tạo bởi từ axit stearic nên sẽ đọc được gọi là tri-stearic. Đấy. Rất dễ.
đúng không? Tương tự như vậy thì mình sẽ có những anh sau: C17, H33, COO, tất cả 3 lần, C3H5. Nào các bạn thử xem gọi tên là gì. C17, H31, COO, 3 lần, C3H5. Các bạn thử xem gọi tên là gì nhá. C15, H31, COO, 3 lần, C3H5. Đúng không? Và cuối cùng C17, H35, CO tất cả 2 lần, C17, H33, COO, C3H5. Đấy, tên nó là gì? Anh thứ hai tên là gì ạ? Anh thứ hai được tạo bởi từ gốc axit là axit oleic, nên nó sẽ là triolein. Thế còn anh C17H31 này thì được tạo bởi từ gốc linoleic, nên nó sẽ là triolein. Được chưa? C15H31 thì được tạo bởi từ gốc axit là palmitic, nên nó sẽ là palmitin. Thế bây giờ có anh cuối này khó này. Anh này tạo bởi từ hai gốc C17H35, là hai gốc stearic và một gốc oleic, nhưng mà chữ O lại đứng trước chữ P, nên tên của nó sẽ là olein di stearin. Thấy chưa? Thì đấy là về tên gọi của chất béo nhá. Ok chưa? Thế mình xong phần 1 La Mã nhá, định nghĩa này. Định nghĩa này. Đúng không? Phần loại này. Danh pháp này, đồng phân này. Giờ mình hay sang phần 2 La Mã, tính chất vật lý. 2 La Mã. Về vấn đề tính chất vật lý của chất béo thì nó có điều gì đặc biệt? Về tính chất vật lý của chất béo nó có điều gì đặc biệt? Thì chất béo ấy thì nó sẽ chia thành hai loại, một loại là tính chất chung và một loại là tính chất riêng. A nhỏ, tính chất chung của chất béo. Thì tất cả các chất béo thì đều nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Nhẹ hơn nước và không tan trong nước nhé. Nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Thế thì chính vì vậy nên là nó tan trong dung môi hữu cơ. Tan trong dung môi hữu cơ. Nhẹ hơn nước này, không tan trong nước này, nhưng mà tan ra các dung môi hữu cơ như benzen, như xăng, như ete. Được chưa? Đấy, đấy là tính chất chung nhá. Tính chất chung của chất béo. Thế thì nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của nó cao. Cao hơn nhiều so với những anh ete khác, bởi vì là phân tử khối nó lớn nhá. Mặc dù không có liên kết hydro linh động, nhưng phân tử khối của chất béo quá lớn. Nó toàn cỡ là 500, 600, 700, 800 đến 1.000 đơn vị carbon. Thì quá lớn còn gì nữa. B, tính chất riêng. Tính chất riêng. Thì tính chất riêng của cái bọn chất béo này nó chỉ thành hai loại nhé. Cái loại thứ nhất là chất béo rắn, là tồn tại điều kiện thường thể rắn đấy ạ. Được chưa? Thì chất béo rắn này này thì nó được tạo thành chủ yếu, hay nói khác là từ chứa chủ yếu là các gốc axit béo no. Đấy. Ví dụ như triglycerin. Palmitin. Được chưa? Đấy thì chứa chủ yếu các gốc axit béo no. Chất béo rắn này còn được gọi là mỡ. Và nó có nhiều trong
Động vật. Có nhiều trong động vật. Được chưa? Mỡ bò, mỡ cừu đấy. Thứ hai là chất béo lỏng. Hay còn mình mới biết đến nó là dầu đấy. Thì nó chứa chủ yếu gốc axit béo không no. Ví dụ như linolin là các chất béo lỏng. Thì cái bọn này thì lại có nhiều trong thực vật. Nhiều trong thực vật. Ví dụ như dầu ô liu, dầu lạc, dầu vừng. Hoặc từ động vật máu lạnh, ví dụ như dầu cảm nhá. Thì đấy là về tính chất chung và tính chất riêng của bọn chất béo. Những cái gì thầy cho ghi thì những cái đấy đều cực kỳ quan trọng và các em bắt buộc phải nhớ, hay nói cách khác là phải nốt lại nhá. Phải nốt lại đấy, phải ghi lại kỹ đấy. Được không? Ok nhá, mình sang phần ba la mã tính chất học. Thế thì các em phải lưu ý thế này. Các anh chất béo của chúng ta ấy, nó là một triete. Đúng không ạ? Các anh chất béo chúng ta nó là một anh triete. Thế thì bởi vì triete nó là một este. Đúng không? Nên chắc chắn 100% là nó sẽ có đầy đủ tính chất một thằng este. Thế giờ mình nhớ lại trong đầu. Tính chất chung của bọn este là gì? À, các bạn nhớ không? Tính chất chung của bọn este là gì? Các bạn nào nhớ không? Nhắc cho thầy xem nào. Tính chất chung của este. Tính chất chung của este đấy là phản ứng thủy phân. Đúng không? Một nhỏ. Đấy, tính chất chung là phản ứng thủy phân. Thì nó có hai nơi đúng không ạ? Thứ nhất là thủy phân trong môi trường axit và thứ hai là thủy phân trong môi trường kiềm. Đấy dễ không? Mình nắm được những cái cơ bản mình làm rất dễ thôi. Đúng chưa? A nhỏ thủy phân trong môi trường axit. Thế các bạn có nhớ về một vài cái đặc điểm nổi bật của việc thủy phân trong môi trường axit không? Một vài đặc điểm nổi bật thủy phân trong môi trường axit là gì, anh em nhắc lại xem nào. Đầu tiên là gì? À, đầu tiên là thủy phân không hoàn toàn hay là phản ứng không hoàn toàn? Không hoàn toàn. Đúng không? Đây ví dụ chất béo của chúng ta, công thức tổng quát nhé, tổng quát là RCOO tất cả 3 lần C3H5 thủy phân trong môi trường axit mũi tên 2 chiều để tạo thành RCOOH cộng với lại C3H5OH 3 lần. Ok chưa? Đấy. Thì có phải là bây giờ chúng ta sẽ làm cho thầy một vài ví dụ đi, viết cho thầy phương trình phản ứng thủy phân của tristearin. Tristearin C17 H35 COO tất cả 3 lần C3H5 cộng H2O. Nào các bạn cùng thầy viết cho thầy xem sản phẩm là gì. Thứ hai là anh tri olein C17 H33 CO tất cả 3 lần C3H5 cộng H2O mũi tên 2 chiều H cộng. Nào, đâu, các bạn cũng viết phương trình cho thầy coi xem sản phẩm tạo thành gì. Cái phần lý thuyết về chất béo này rất quan trọng nhé, nó ảnh hưởng đến toàn bộ phần chất béo sắp tới mình giải. Này là ảnh hưởng toàn bộ sản phẩm đấy. Ok, chính xác, rất tốt. Đây ạ. Tristearin thì nó sẽ thủy phân để tạo thành trong môi trường
axit để tạo thành C17H35COOH đầy 3 lần cộng với C3H5OH tất cả 3 lần. Đúng không? Và tương tự như vậy thì triolein thì mình sẽ thu được là C17H33COOH cộng với C3H5OH tất cả 3 lần. Đúng không ạ? Và mình nhìn thấy một điểm đặc điểm chung, đó là các chất béo mà thủy phân trong môi trường axit, trong môi trường axit thì luôn 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 thu được sản phẩm là gì đây? Glycerol. Đúng không? Và cái sản phẩm và cái phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, nên hỗn hợp thu được nhá. Hỗn hợp sản phẩm thu được thì chúng ta luôn luôn gồm glycerol này, gồm axit béo này, gồm chất béo dư này, và dĩ nhiên là cả nước. Đấy, thì cái hỗn hợp sản phẩm như vậy. Và chúng ta có thể tư duy được hỗn hợp sản phẩm tách lớp và chất béo nổi lên bên trên bề mặt dung dịch nhá. Thì đấy là về thủy phân trong môi trường axit. Mình sang B nhỏ, thủy phân trong môi trường kiềm, hay mình còn được biết tới đó là phản ứng xà phòng hóa. Thủy phân trong môi trường kiềm, hay mình còn biết đến đó là phản ứng xà phòng hóa. Thế thì đầu tiên là mình sẽ có cái nhớ rằng là cái phản ứng xà phòng hóa hay là thủy phân cái thằng chất béo ở trong môi trường kiềm thì nó cũng hoàn toàn tương tự như cái việc là thủy phân thằng este trong môi trường kiềm. Và đặc điểm chính của cái phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm ấy, đấy là phản ứng hoàn toàn. Đúng không? Đúng không? Đấy. Mình phải nắm được như vậy, mình phải liên kết những cái bài lại với nhau nhá. Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là phản ứng hoàn toàn. Và mình có phương trình tổng quát RCOO 3 lần C3H5 cộng NaOH thì nó sẽ tạo thành RCOONa cộng C3H5 OH tất cả 3 lần. Đấy chưa? Đấy, nó dễ mà. Thế thì các bạn cùng viết cho thầy phương trình này. Các bạn cùng viết cho thầy một vài cái phương trình sau khi mà thủy phân các cái anh chất béo sau trong môi trường kiềm. À xem nào. À triolein và tripanitin. Đấy, các bạn cùng viết cho thầy phương trình này. Triolein và tripanitin. Dễ mà. Đúng không? Đây là những phản ứng rất dễ về bọn chất béo. Nhưng mà chúng ta cần phải nắm được. Triolein và tripanitin. À, đầu tiên này, triolein công thức là gì nào? C17H31COO tất cả 3 lần C3H5. Đây cộng với là anh NaOH thì nó sẽ tạo thành là C17H31COONa cộng với C3H5OH tất cả 3 lần. Đúng không? Đây là 3, đây là 3. Vậy là nó sẽ tạo thành natri. Đúng chưa? Linoleic và glycerol. Tương tự như vậy. Tripanmitin C15
H31, COO tất cả 3 lần, C3H5 cộng với NaOH thì tạo thành C15, H31, COONa cộng với C3, H5, OH3 lần. Thì nó sẽ tạo thành gì ạ? Natri palmitat. Ok chưa? Ok chưa? Rất dễ. Dễ mà. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy một điều như thế này, nhận xét thế này. Là sản phẩm của phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì ta luôn luôn thu được glycerol, đúng không ạ? Và muối của axit béo. Và chúng ta thêm một cái nữa nhá. Và thêm một cái nữa. Đó là gì? Muối natri hoặc kali của axit béo thì được gọi là xà phòng. Gọi là xà phòng. Ok chưa? Và dĩ nhiên phản ứng này là phản ứng một chiều. Ok nhá. Đấy. Ở đây thầy nhắc cho chúng ta rất nhiều cái định nghĩa để chúng ta nắm được, chúng ta không bao giờ bị sai. Các bạn nhớ chưa? Đấy, thì đấy là tất cả những cái phản ứng chung bắt nguồn từ bọn este của chất béo. Thế bây giờ mình sẽ sang hai nhỏ phản ứng riêng. Nhá, hai nhỏ phản ứng riêng. Thì phản ứng riêng đầu tiên đó là phản ứng hydro hóa ở trong gốc đấy. Hydro hóa. Thì hydro hóa này chỉ chủ yếu là chỉ để hydro hóa các thằng axit béo không no thôi. Chứ thằng axit béo no thì nó chẳng có gì cả. Được chưa? Vậy điều kiện để xảy ra phản ứng. Điều kiện để xảy ra thì nó là chất béo phải còn liên kết PCC ở trong phân tử. Đúng chưa? Hay nói khác là các chất béo có chứa gốc axit không no thì tác dụng với hydro, xúc tác niken, đúng chưa? Và hydro nó chỉ cộng vào nối đôi CC. Nhớ nhá, hydro chỉ cộng vào nối đôi CC hoặc nối 3 CC chứ không cộng vào CO. Ví dụ C17 H33 COO tất cả 3 lần C3H5 mà cộng với H2 xúc tác niken nhiệt độ thì tạo thành gì? Thì ở đây chúng ta phải nhìn này cho thầy nhá. Trong cấu trúc anh C17H33 này có một nối đôi CC này. Đúng chưa? Một pi CC, ai nhìn thấy C17H33. Vậy thì suy ra cả cái phân tử này này nhân 3 lên thì nó sẽ có là 3 pi CC. Chứ còn pi CO này không xét bởi vì pi CO này không cộng hydro nên không xét. Vậy hoàn toàn 3 pi CC thì sẽ ăn 3H2 để tạo thành C17H35 COO 3 lần C3H5. Anh này có tên gọi là gì ạ? Triolein ở thể lỏng. Anh dưới là tristearin ở thể rắn. Và như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là chất béo lỏng khi cộng hydro thì nó sẽ tạo thành chất béo rắn. Và cái phản ứng này còn được sử dụng để sản xuất bơ nhân tạo nhá. Phản ứng này được sử dụng. Được sử dụng để sản xuất bơ nhân tạo. Được sử dụng để sản xuất bơ nhân tạo. Ok chưa? Dễ mà. Đúng không? Nói chung là mọi thứ vào tay thầy thì giảng cho các em thì dễ hiểu hết nhỉ. Ba nhỏ phản ứng cộng hydro. Ba nhỏ phản ứng cộng hydro. Cộng brom. Thì điều kiện để xảy ra phản ứng này cũng tương tự như là điều kiện để xảy ra phản ứng cộng hydro, có nghĩa là ở bên trong cái
phân tử chất béo đấy nó phải còn PCC, thì PCC thì nó cộng với lại hydro hay cộng với brom, tương tự như bọn ăn kem. Đấy chưa? Điều kiện là chất béo còn PCC đấy. PCC này có thể là pi ở bên trong nối đôi CC hoặc pi ở bên trong nối 3 CC thì đều được nhá. Ví dụ ạ, C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5 mà cộng brom thì ăn mấy brom? Thì brom thì chúng ta lưu ý nó chỉ ăn pi CC thôi. Thì C17H33 này có 1 pi CC này. Vậy này có 3 thì cả cái anh triolein này nó sẽ có là 3 pi CC. Và 3 pi CC này ăn 3 brom. Nên suy ra một điều kiện là chất béo lỏng nó sẽ làm mất màu dung dịch brom điều kiện thường. Ở điều kiện thường, chất béo lỏng sẽ làm mất màu dịch brom ở điều kiện thường. Ok chưa? Dễ mà. Đúng chưa? Bốn nhỏ. Phản ứng oxy hóa không hoàn toàn. Còn phản ứng cháy của chất béo chúng ta sẽ làm việc ở bên trong phần chia dạng nhé. Thì phản ứng oxy hóa không hoàn toàn thì chúng ta có một điều đặc biệt như sau. Là nối đôi CC của gốc axit không no trong chất béo thì bị oxy không khí oxy hóa không hoàn toàn, thì nó sẽ tạo thành peroxit, tạo thành peroxit được chưa, có mùi ôi thiu. Và đây cũng chính là cái lý do của hiện tượng dầu mỡ để lâu bị ôi nhé. Đây chính là lý do đó. Đấy, thì trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta về toàn bộ về phần lý thuyết của bọn chất béo. Thế còn lại cái phần về vai trò của chất béo rất đơn giản rồi. Vai trò chất béo trong cơ thể chúng ta biết rồi, đúng không? Thức ăn quan trọng con người nhé. Ở ruột non nhờ xúc tác của các enzyme như lipasa và dịch mật thì chất béo bị thủy phân thành axit béo và glycerol rồi được hấp thụ vào thành ruột. Thế còn trong công nghiệp thì một lượng lớn chất béo được sử dụng để điều chế xà phòng, glycerol và chế biến thực phẩm. Một số dầu thực vật thì còn làm nguyên liệu, nhiên liệu, được chưa? Đấy thì đấy là về những cái căn bản của chất béo mà chúng ta bắt buộc thầy muốn chúng ta cần thiết phải nhớ được. Ok chưa? Ok. Thế giờ chúng ta đi vào một số cái bài tập nhá. Nào. Để mình luyện nhớ. Buổi sau, buổi mai á thì mình là đi vào chia dạng bài tập. Buổi mai mình chia dạng bài tập các bạn nhớ nhá. Buổi tiếp theo sau này chúng ta sẽ vào chia dạng bài tập. Câu số 1 ạ. Câu số 1 anh em chọn đáp án gì? Số 1. Các bạn ôi thầy cứ nghĩ là cái lý thuyết chất béo này dài thế mà dạy nhanh thế nhỉ? Tỏ các bạn nhớ hết bài rồi. Anh em cùng comment xem nào. Câu số 1 đáp án gì? Các bạn nhớ bài của bạn. Hay là có bạn không hiểu mà không hỏi? Thắc mắc chỗ nào phải hỏi nhá. Thắc mắc chỗ nào phải hỏi đấy. Ví dụ 1. À Dương Chí Dũng chưa kịp xếp xong à? Đây. Em chưa kịp xếp xong chỗ nào bảo thầy để thầy để lại cho. Thầy lướt nhanh quá. Sorry anh em. Ví dụ 1 ạ. Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và gì? Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và glycerol. Đúng không? B. Rồi ok, đây thầy mở lại cho. Đây là chỗ cuối đây. Đấy. Nhiều bạn chưa ghi xong, thầy dừng lại một chút cho các bạn cùng ghi. Nhá. Nhiều bạn chưa ghi xong, thầy xin phép thầy dừng lại một chút cho các bạn cùng ghi. Ok chưa?
Xịn chưa? Ok, tiếp nha. Ví dụ 2 ạ. Khi xà phòng hóa tristerin thì thu được sản phẩm gì? Không được mở lại vở nha. Không chơi trò mở lại vở. Không chơi trò mở lại vở đâu. Nào, hai đáp án gì nếu mình không mở lại vở? Câu ví dụ 2, khi xà phòng hóa triterin thì thu được sản phẩm gì? Khi xà phòng hóa tristerin thì thu được sản phẩm gì? Dễ không ạ? Đây tristerin. Cái này mình phải thuộc. Đúng không? Thế chính vì vậy nên là chúng ta cần phải nắm được nhá. Tristerin là C17H35COO, tất cả 3 lần C3H5. Đúng không? Thế bây giờ khi xà phòng hóa là tác dụng với NaOH thì sẽ tạo thành là C17H35COO Na. Cộng với lại C3H5 OH tất cả 3 lần. 3 3. Ok chưa? Ngon lành chưa? Vậy là mình phải thu được gì ạ? C17H35CONa và glycerol. Dễ. Ví dụ 3. Xà phòng hóa tripalmitin đây coi như luyện tập luôn. Xà phòng hóa tripalmitin thì thu được sản phẩm là gì? Xà phòng hóa tripalmitin ạ. Chúng ta phải luyện tập nha, chúng ta phải coi như là chúng ta viết chương trình, chúng ta phải làm nhanh, thật nhanh ở trong đầu ấy ạ. Để mình tập tư duy, rèn luyện tư duy đi các em. Tư duy nhanh nó rất quan trọng. Xà phòng hóa tripalmitin thì ta thu được sản phẩm gì? Úi giời, tốt. Nó phải như thế. Gì nhỉ? 3C đúng không? Thôi bây giờ thầy dạy chúng ta cách tư duy nhanh nhé. Tripalmitin là C15H31COO, tất cả 3 lần C3H5. Thì chắc chắn là sẽ thu được sản phẩm là C15H31CONa nhá. Đây là thủy phân này, xà phòng hóa này cộng NaOH thì mình sẽ thu được là C15H31COONa cộng với lại C3H5OH 3 lần 3 3. Được chưa? C15H31CONa và C3H5OH 3 lần. Hay nó khác là C15H31CONa và glycerol. C. C. Ví dụ 4. Ví dụ 4 ạ. Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là gì? Khi xà phòng hóa triolein thì ta thu được sản phẩm là gì ạ? Ôi giời ơi. Thôi thầy không viết phương trình nữa nhá. Câu này giải nhanh được không? Triolein nó là gì ạ? C17H33COO, tất cả 3 lần C3H5. Xà phòng hóa thì chắc chắn mình sẽ thu được glycerol rồi. Nên là tôi luôn bỏ.
C7H33CO thì chắc chắn mình đã thu được là C17H33CONa. Đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. D nhá, Tuyên Dương tất cả các bạn chọn đáp án D. Ví dụ 5 ạ. Đây. Các anh em thử làm ví dụ 5 xem nào. Ví dụ 5. Trong thành phần một số dầu để pha sơn thì có các anh este của glycerol với các axit không no. Ví dụ như là C17H33COH, axit oleic C17H29, COH axit linoleic. Hãy cho biết thực ra thì thành axit nào cũng như nhau thôi. Đúng không các em? Thằng axit nào cũng như nhau thôi về mặt bản chất ý. Về mặt bản chất thì nó đều là hai axit khác nhau đúng không? Thế mình đều đặt anh này là anh số 1, anh này là anh số 2. Và thầy nghĩ chắc chắn rằng là các bạn học thầy thì các bạn đều đã thuộc rồi. Đúng không? Tạo thành bao nhiêu? 6. Nhưng mà nhỡ mình không thuộc thì sao? Thì mình sẽ có là 1 1 1 2 2 2 1 1 2. Đúng không? 1 2 1 2 2 1 2 1 2. Tổng cộng có 6. Ok chưa? Ngon lành chưa? Ví dụ 6 ạ. Ví dụ 6 đây, trong đề tham khảo lần 2 năm 2020 của Bộ Giáo dục đây. Và đào tạo. Ví dụ 6 ạ. Anh em comment đáp án xem ví dụ 6 đáp án gì. Thủy phân triolein có công thức là C17H33COO tất cả 3 lần. C3H5. Trong dung dịch NaOH thì thu được glycerol và mỗi X. Công thức của X là gì? Thu được glycerol và mỗi X. Đề bài yêu cầu chúng ta là xác định là công thức của X là gì. Anh em cũng xác định xem công thức của X là gì. Công thức của X ạ. Dễ quá, vừa làm đúng không? C17H33CONa. Dễ. Ví dụ 7 này, ví dụ 7 này bây giờ mới căng này. Thủy phân hoàn toàn một mol chất béo thì thu được gì? Thủy phân hoàn toàn một mol chất béo này thu được gì? Xem nào, chất béo này. Tổng quát là RCOO tất cả 3 lần C3H5. Đúng không? Thủy phân hoàn toàn thì trong môi trường axit đi. H2O này. H cộng này. Chắc chắn sẽ thu được RCOH cộng với lại C3H5 OH3 lần. Vậy nếu số mol chất béo của chúng ta là 1. Nếu số mol chất béo của chúng ta là 1 thì mình sẽ suy ra được số mol glycerol cũng là 1. Hay nói cách khác, từ đây thầy có một cái phương trình tổng quát. Một anh chất béo ăn 3 anh nước hay ăn 3 anh NaOH cũng vậy thì sẽ luôn luôn thu được anh axit cộng với lại glycerol. Anh này là 1 thì ăn 3 anh nước thì ra anh glycerol là 1. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ luôn luôn thu được một mol glycerol. Thực ra chỗ này là nên là thủy phân với lại anh NaOH thì chuẩn hơn. Thủy phân với anh NaOH cho chuẩn nhá. Thủy phân với NaOH thì ăn 3 NaOH. 3 NaOH. Thì thu được đệ 3RCONa. Thì thu được xà phòng cộng với C3H8O3. Ok nhá. Dễ chưa? Mình sang ví dụ số 8 ạ. Ui, chỗ này thì cho toàn câu dễ nhỉ. Thực ra lý thuyết của chất béo thì chúng ta cứ làm những cái câu bình thường này đã để mình luyện tập đã. Trong phần bài tập về nhà thì có những câu lý thuyết nó thú vị hơn dành cho các em. Và ở phía dưới có đáp án nhá. Các bạn nhớ làm. Tối mai là mình học lúc 7:30 nhá. Các bạn nhớ chưa? Tối mai ạ. Tối mai mình học lúc 7:30 đấy.
ví dụ 8 á, công thức phân tử của axit oleic là axit oleic nó là C17H33COH đúng không? Vậy công thức phân tử của nó là gì ạ? C17H33COH. Dễ. Đây, ví dụ 9. Thủy phân tripalmitin trong dịch đá hóa thì thu được muối nào? Thủy phân dung dịch tripalmitin. Thủy phân dung dịch tripalmitin trong dung dịch đá hóa thì thu được muối nào? Càng nhỉ? Biến này cũng hơi càng. Cái này yêu cầu chúng ta phải nhớ đấy ạ. Phải cực nhớ luôn. Tripalmitin C15H31COO tất cả 3 lần C3H5, vậy thì nó sẽ là gì ạ? C15H31CONa. À, ví dụ số 10. Câu này là chắc chắn anh em phải nghĩ rồi. Câu này câu chốt. Phải nghĩ, phải động não một chút. 10. Ủa, nhanh thế. Nghĩ kỹ đi nha các em nha, không cẩn thận ông chọn phải đáp án nhiễu đấy. Nhiễu là toang đấy. 10 ạ. Chọn phát biểu sai. Chọn phát biểu sai ạ. Chất béo là trieste của glycerol với các axit béo. Chất béo là trieste của glycerol với các axit béo. Đúng đúng không? Chính xác. B. Ở động vật thì chất béo tập trung nhiều trong mô mỡ. Đúng. Ở thực vật thì chất béo tập trung nhiều trong hạt quả. Cái này cũng chính xác. Khi đun nóng glycerol với các axit béo có H2O đặc làm xúc tác thì thu được chất béo. Glycerol với các axit béo có H2O đặc làm xúc tác thu được chất béo. Đúng. Nhờ. Axit palmitic, axit stearic thì bọn này là axit béo no này. Axit béo no thì chủ yếu thường gặp trong thành phần chất béo trong hạt quả. Hạt quả là sai. Bởi vì anh này axit béo no thì nó sẽ nằm nhiều trong mỡ. Mà mỡ thì nó lại nằm nhiều trong đâu ạ? Mỡ thì nó lại nằm nhiều, không phải nằm trong hạt quả, mà mỡ nằm nhiều trong động vật. Chứ trong hạt quả là thực vật. Đúng không? Vì vậy sai chúng ta là gì? Ok nha. Đấy. Thì đây là cái phần mà thầy hướng dẫn cho chúng ta. Ôi nhanh quá. Thầy không nghĩ là, thầy nghĩ là cái phần về lý thuyết của chất béo này nó dài cơ. Thầy không nghĩ là hôm nay chúng ta lại hiểu bài và chúng ta lại comment nhanh đáp án thế. Thầy nghĩ là cái phần về đồng phân ấy thì phải dạy dài, bởi vì có nhiều bạn sẽ không hiểu, thế mà ở đây các bạn hiểu hết, vui quá. Thế thì thầy cũng nói luôn nhá, buổi sau là buổi tối mai nhá. Buổi tối mai đấy, mình học lúc 7:30. Thì chúng ta sẽ đi chia hai dạng bài tập của chất béo. Đây các em ạ. Mình sẽ đi hai cái dạng bài tập của chất béo. Dạng số 1, đứng bài tập về nhà phải để về nhà làm. Thì có đáp án hết rồi mà, bài tập về nhà để về nhà. Làm đây nó mất cái sự thú vị của bài tập về nhà đi. Bài tập về nhà thì cho hơi cương cương một tí để cho các em động não một chút. Thì thực ra thì bài tập về nhà cũng đang chỉ có 17 câu về phần lý thuyết thôi, nó không quá khó đâu nhá. Làm đi ạ, có đáp án rồi mà. Đây ạ. Buổi mai là buổi chúng ta học thay cho buổi hôm thứ 6 nhá. Thầy sẽ chia dạng cho chúng ta hai dạng. Là dạng số 1 là về phần thủy phân hay là xà phòng hóa chất béo đấy. Đây này, đây là dạng số 1 nhá. Đấy. Thế là có 5 ví dụ. Và thầy phải nói lý thuyết trước. Được chưa? Và dạng số 2. Sao lại cắt? Đấy. Và dạng số 2 của chúng ta đấy, thì là có cái dạng bài tập này khó hơn. Và dạng này hay thi đại học nhiều hơn. Đây là dạng cái bài tập về bài toán triglycerid kết hợp với thủy phân
cháy tác dụng với dung dịch brom hoặc hydro. Cái dạng này là dạng quan trọng hơn. Và dạng này rất hay thi trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Nó thường nằm ở phần mức độ vận dụng và mức độ vận dụng cao. Và xu hướng mấy năm trở lại đây thì nó sẽ nằm ở trong phần mức độ vận dụng cao. Thế thì thầy muốn là chúng ta có tài liệu rồi, thì ngoài cái việc là làm bài tập về nhà, thì các em đọc tài liệu, các em làm thử cho thầy ví dụ 1 và ví dụ 2 trước đi, được không ạ? Xong rồi ngày mai nhá, ngày mai thì thầy sẽ vào đó, sau đó rồi là chúng ta sẽ cùng học với nhau. Xong rồi thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta về phần kiến thức cần nhớ, thầy nói nhắc lại một lần nữa. Sau đó là thầy sẽ đi chữa các ví dụ này. Thì như vậy cái việc học của chúng ta nó hoàn thiện hơn và nó giỏi hơn. Các bạn nên làm thử trước các ví dụ nhá. Bởi vì các ví dụ này nó cũng đơn giản để mình làm xem, để mình xem là mình vấp ở đâu, để mà mình còn tập trung, để mà mình xem là cái lúc mà thầy giảng ấy thì cái chỗ đoạn này nó khó và chỗ này thì mình không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi thầy để thầy có thể giải đáp cho các em. Được không? Thế nhá. Ok. Vậy tối nay mình nghỉ sớm một chút. Mình vượt chương trình nhá. Mình vượt chương trình. Mình vượt chương trình nên mình nghỉ sớm chút. Và tối mai chúng ta sẽ học là chữa hai cái dạng này. Được không ạ? Bye bye. Chào tạm biệt cả lớp. Hẹn gặp lại lớp chúng mình vào tối mai với phần cháy hết mình về phần dạng 1 và dạng 2. Bye bye. Chào tạm biệt cả lớp. Hẹn gặp lại tối mai nhá.